xây thành ngăn giặc, cho quốc thái dân an. Để ai được hưởng giàu sang, hàm tiểu sắc, giết quân thần, nghĩa sĩ. Triệu chúa tên gian ngụy, huông dẫn quá bạo tàn. Truyền nghĩa binh thiết lập linh sàng, về triều nội diệt tên bạo chúa. Trích đoạn Đào Tam Xuân đề cờ trong vở Tuồng Nữ. Đào Tam Xuân, giáo viên hướng dẫn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hương Thơm, học sinh báo cáo tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung, vai Đào Tam Xuân. Trích đoạn xin phép được bắt đầu. Sao? Triệu chúa dạy say rượu mê mang nên đã giết.
Thế nữ. Dạ. Vào đây vắng vẻ không ai, con nói lại cho bà nghe, kẻo vừa rồi bà nghe chưa rõ, vậy chứ triệu chúa xuống lệnh giết ai hả? Bà ơi, triệu chúa dậy say rượu mê man nên đã giết. Giết ai? Giết Tam Lang Vong Mạng rồi. Con ơi!
chốt kinh thành đã phá tan hoang. Nữ binh dạ. Nữ binh khá vâng lời, tới soái đường nghe lệnh ạ. Dạ. Thì rửa hận thề vẹn chữ châu trần.
này không phơi mình mà tiếng đầm đầm.